Dạ, mình là Đạt Quý, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ Đạt Nguyễn. Lời đầu tiên cũng chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bạn sẽ nghe bây giờ, bạn nghe từ nhiều bạn nói là Việt Nam bây giờ khác xưa rồi, không có phải giống như mà hồi xưa đâu. Cho nên Việt Kiều như là Đạt Nguyễn chưa có về lần nào, phải không? Về chơi, về một lần cho biết. Và cũng có nhiều người Việt Kiều gọi là đi qua tới Mỹ các bạn, và họ cứ mơ mộng cái cuộc sống của Việt Nam, những cái giấc mơ mà họ qua đây làm thời gian rồi Việt Nam sống luôn. Nhưng rồi khi mà họ về thì thật sự Việt Nam khác xưa. Ok, nó khác cái điểm nào? Như là mình thấy ở trên TikTok á, là những cái TikTok của mình các bạn, khi mà mình quay những cái cảnh ở Mỹ như là những cái mo thì các bạn trẻ nói Việt Nam giờ mo thiếu trai gì. Nhưng mà quay lại quẩn lại thì ở giờ cái mo đó là mo của ai? Không phải của mình. Của Thái Lan, của Singapore, của Hàn Quốc, của Đài Loan, tập đoàn nào á, đó không phải của mình. Đó, mo Việt Nam nhiều lắm. Nhưng mà mo Việt Nam cũng bự lắm, nhưng mà không biết bự cỡ nào các bạn. Bự cỡ nào. Tại vì nó chưa có ra ngoài đây, nó đâu có biết cái mo ở phía Mỹ hoặc Canada. Canada cái mo đó là lớn nhất thế giới. Và cái mo của mình ở đây mình đi là bự nhất nước Mỹ. Một ngày bạn đi á, bạn vô một chợ, bạn chỉ cần bỏ 10 phút, một ngày bạn đi không hết. Nó bự bằng... Còn nếu mình nhớ không lầm là nó bằng 40 hay là 400 ta mình à. Cái sân vận động football nó rất lớn các bạn. Mình nhìn mình cứ ảo không à. Mình có. Trời ơi, Việt Nam giờ cầu cống ngon là ai sai vậy? Không phải mình sai. Thằng Úc, thằng Nhật, thậm chí thằng Trung Quốc các bạn nó sai. Chứ không phải của mình. Được không? Về Việt Nam đi, dẫn đi coi những cái nhà cao tầng à. Chứ cần gì phải nhà cao tầng không? Mà có ai vậy? Cũng không phải của mình luôn. mình kể cho bạn câu chuyện vậy. Thấy không? Một cái anh họ, ảnh đi co bộ Việt Nam, rồi yêu đương đắm đuối, rồi sau đó ảnh đi Mỹ, rồi vì cái hoàn cảnh ổng không có về ảnh cưới được. Ảnh có vợ, có con bên đây hết. Ảnh vẫn còn mơ tưởng mấy chục năm sau. Ảnh người yêu của ảnh không? Eo thon ngực nở tướng cô gái ngon ngoan hiền gì đó theo con mắt của ảnh của 20 năm về trước, 30 năm về trước các bạn. Một ngày đó ảnh đi về. Ảnh mới gọi là âm thầm ảnh về, ảnh coi thử cái người yêu xưa như thế nào. Trời ơi, ảnh về cái ảnh tay ngửa ra. Tướng ta thì bây giờ chắc bự gấp đôi. Mỗi năm nó bự thêm à, các bạn. Và đầu tắt mặt tối, quần ống trên ống thấp, ăn nói gào thét. Anh ta sợ quá, cái người yêu lý tưởng của anh ta mơ mộng đó không còn nữa. Mà cái người đó là người thật nha, cái người đó là người thật. Và anh ta âm thầm, và anh ta bỏ giấc mơ gọi là cái người yêu lý tưởng hồi xưa của anh ta. Còn mình kể có một chuyện là mấy em đi ở Việt Nam đó, đi về à, mấy anh Việt Kiều về hỏi cái dạ anh muốn gì em chiều. Xong rồi cưới qua thì hỏi cái cô đó đâu rồi, nói cô đó chết, cô đó đâu có, cô đó không có thật. Thấy không? Thì quay ngược lại các bạn, mình mơ mộng lắm, qua tới Mỹ, trời ơi, ở Mỹ buồn quá, ở Mỹ chán quá, ở Mỹ ăn đâu ăn long lạnh không, ở Mỹ không có chỗ nào chơi. Về đi làm về là chỉ có nhìn vô bốn bức tường hoặc là làm bạn với YouTube, chán lắm, ở Việt Nam vui hơn, mộng đi về nè. Đúng không? Nhiều Việt Kiều mới qua nó vậy đó. Mình có bài này các bạn, và mình chia sẻ cái bài này và mình phân tích ra thử coi. Về Việt Nam khác xưa, thật sự nó khác xưa các bạn. Nó khác xưa cái mặt nào? Việt Kiều về nước bị sốc, ngược văn hóa, tiếng Anh chêm tiếng Việt. Về nhà mình mà ngỡ như ở nhà ai đó xa lạ.
Trời ơi, giờ thời buổi này tiếng Anh trên tiếng Việt ở trong nước mình nó nói rồi. Từ khi làm giờ mỗi một năm nay lấy ở nhiều quá. Em apply vô cái việc kia, nó Việt Nam, dân Việt Nam chêm tiếng Anh đó, chứ không phải dân Việt kiều về chêm tiếng Anh đâu. Về mày đặt trên tiếng Anh hở cái yeah. Ok, ở Việt Nam nó chêm đó, ở trong nước người người trong nước chêm tiếng Anh đó. Nó ông bác cũng chêm tiếng Anh đó, hàng của Việt Nam thì nói hàng Việt Nam đi, bà đặt margin Việt Nam nữa, khổ vậy đó. Đừng trách chi Việt kiều về nói không chêm tiếng Anh. Chêm tiếng Anh không có phải là cố tình, nhưng mà ở chỗ đây thì người ta dùng dùng cái những cái câu đó các bạn, nhiều cái chữ nó không có dùng tiếng Việt được thì người ta dùng tiếng Anh này nó quen luôn à. Nước ngoài trở về có người không mất nhiều thời gian để quay lại nhịp sống vốn thuộc về mình, giống như ở Việt Nam thì bạn thấy nóng nực quá, mồ hôi mồ kê đầy các bạn. Nó rít mình chịu được, thấy không? Nhưng mà khi mà bạn về rồi, những cái tháng đầu tiên nghỉ không chịu được. Tắm xong là muốn quành vô lại, tắm xong là muốn quành vô lại các bạn. Vô trong cái nhà tắm á, tại vì bạn bước ra nó nóng, nó rít, nó khó chịu lắm. Thì cũng phải có một thời gian thì mình mới trở về lại cái là của mình từ lúc xuất phát. Nó phải mất thời gian dữ lắm, thấy không? Rồi. Vốn thuộc về mình, nhưng có những người bị sốc văn hóa ngược và phải thực sự nghiêm túc nghĩ về việc làm sao có thể hòa nhập lại cái cuộc sống tại quê nhà. Cái tại quê nhà mình nhỏ mình lớn lên, cái văn hóa đó của mình mà mình về mình còn sốc. Thì hỏi các Việt kiều mới qua tới Mỹ, cái văn hóa đó đâu, văn hóa của mình đâu có biết cái văn hóa đó đâu, thì sao không sốc được. Thì có nhiều người ra thì người ta phải nhanh chóng hòa nhập, có nhiều người thì thôi để cho tôi về, trời ơi bên đây nó quải lắm. Đó cái đó đó các bạn. Việt kiều trở về nước cái mát nghe nó xịn, và có lẽ có vẻ là lợi thế lớn của rất nhiều người Việt kiều, những anh Việt kiều luôn được đánh giá cao về cả tiền tài lẫn những kỹ năng ứng xử, những kỹ năng ứng xử ga lăng hả. À đâu rồi. Nhưng thực tế câu chuyện trở về đôi khi cũng không đơn giản chỉ là về nhà thôi đâu. Rất nhiều kiều bào sau khi trở về đã mất một thời gian đầu loay hoay và gặp khó khăn với việc hòa nhập lại cuộc sống. Cái này hỏi Việt kiều thất bại nó chia sẻ cho nghe. Nó này nó giấu ha, giấu làm gì. Bảo đảm nó cũng loay hoay một thời gian. Đi về bị bác Tào Tháo dí là chuyện thường à, mình có người quen đó bạn, về ba tuần mà ba tuần bác Tào Tháo dí rồi đó, cho bạn biết. Rồi gặp khó khăn hòa nhập, trời ơi văn hóa của mình mà mình lại khó khăn vậy sao, thì hỏi Việt kiều qua đây sao sống được, làm việc tại chính quê hương của mình nó cũng hơi khó, hay còn gọi là sốc văn hóa ngược. Bây giờ hiện tại là Việt Nam mới gọi là hồi hương. À, kêu cái gì hồi hương ngược. Những người ở trên thành phố bắt đầu hồi hương trên chính quê hương của mình, quê hương lớn rồi cái quê hương nhỏ, bỏ quê hương đi bây giờ hoành lại từ Sài Gòn thôi mà gọi là hồi hương. Một hệ quả tất yếu của sự khác biệt giữa văn hóa và phong cách của các quốc gia. Trời ơi qua đây sống làm sao rồi giờ về bị sốc vậy. Trở về nước và bị nhiễm tiếng nước ngoài và tiếng mẹ đẻ. Ở trong nước thì nó chêm tiếng Anh được, còn Việt kiều chêm thì nó nói mày mày đặt chêm tiếng Anh. À, này ba rồi. Nhiều năm liên tục sống ở nước ngoài, giao tiếp, học tập hoàn toàn bằng một thứ ngôn ngữ khác không phải tiếng mẹ đẻ, khiến nhiều kiều bào cảm thấy bỡ ngỡ và đôi khi có nhiều từ ngữ trong tiếng Việt tự dưng bị quên, mất cách diễn đạt mà chỉ hiểu nghĩa của nó trong tiếng nước ngoài. Đúng. Có nhiều cái nhiều từ từ nói ra cái tự nhiên ta vô tình ta nói riết nó quen rồi các bạn, nó quen không phải quên cách nói tiếng Việt, nhưng thực tế là không ít người đã cảm thấy bối rối trước những cứ khi mà xuống sân bay và trò chuyện với người thân. Nhiều người không đồng ý và cười cợt những Việt kiều có cách nói chuyện xen nhiều tiếng từ tiếng Anh vào giữa những câu tiếng Việt, mặc định họ nói vậy cho sang mà không hiểu được rằng
để có thể tự sử dụng một ngôn ngữ trôi chảy mạch lạc sau một thời gian dài không dùng đến thì cũng cần có thời gian nhất định để mà sửa. Cái này là không có phải. Tại vì bên đây có nhiều người cũng đâu có biết tiếng Anh đâu. Nhưng mà khi mà họ nói những người xung quanh nè, họ dùng cái chữ đó là dùng tiếng Anh luôn thì bắt đầu họ dùng đúng không ạ? Cho nên họ chim vô. Dạng vậy đó. Rồi tự nhiên thấy nó thành cái thói quen rồi. Quay lại nhịp sống cũ thường ngày. Nhớ nhà, nhớ quê hương. Nhớ cơm, nhớ mắm, nhớ cà. Wow, nhớ con sông, nhớ quá bên Mỹ nó không có. Nhất là Tết, sắp Tết rồi các bạn. Nhớ lắm. Trời ơi, Việt Nam nó vui. Giờ mấy bà con ở Việt Nam giờ hỏi đổi vé đi ra đi không? Khỏi ăn Tết. Có nhiều người không biết làm sao. Đang chuẩn bị có cái... tới sắp tới rồi có visa. Thấy không? Giờ hỏi đi hay là ở ăn Tết đã. Nếu mà bạn hỏi mình kêu bạn đi liền á. Đêm dài lắm mộng đặt Nguyễn lặp lại. Và nhiều bạn đã qua đây cảm ơn mình. Mình nói có visa đi liền, đêm dài lắm mộng. Bạn có visa chưa chắc là bạn vô được Mỹ nha. Chứ không có phải là bạn có visa là bạn vô Mỹ đâu. Vô tới Mỹ bên trong cái hải quan, cái bức cửa đó, bạn đã thành công rồi đó. Rồi ok, mốt về. Lan sang ở bên Việt Nam, ăn Tết 30 năm, 40 năm, 50 năm, 20 năm chưa đã, sao mà cần phải ăn Tết. Rồi ngày mai nó không phải giống như ngày hôm qua. Nó trục chặt một cái gì đó, không đi được, hối hận cả đời. Cái trường hợp này nó không là cao, nhưng nó có các bạn. Okay. Cho nên bạn nào ăn Tết mấy chục năm chưa đã thì tiếp tục ăn Tết, nếu mà có visa mà vẫn muốn ăn Tết. Chứ còn hỏi mình, đó là cái tư tưởng của mình á. Còn bạn hỏi người khác, ôi ôi ăn Tết đi, còn có mấy chục ngày nữa ra, ngày mai Tết hôm nay Đạt Nguyễn dẫn đi. Mình đâu có ăn Tết Việt Nam đâu, cái năm 1990 sao. Đi liền. Mà từ đó tới giờ là tư tưởng vẫn còn nằm đó. Và từ đó đến bây giờ chưa có ăn Tết Việt Nam luôn. Chưa bao giờ. Qua đây cũng không suy nghĩ tới luôn. Tự nhiên nó quên rồi các bạn. Qua đây bạn thấy giờ Tết Việt Nam sao đi về. Lúc chưa có vợ thì mẹ đi học. Đi học. Rồi đi làm. Tự nhiên nó quay cái mấy mươi năm rồi đó, có ăn Tết Việt Nam đâu. Cũng bình thường thôi. Rồi, có nhiều người qua đây tập trung không lo làm, không lo ăn. Cứ tập, cứ nhớ quê hương, nhớ thì thường khói đừng đi. Mà đi rồi là phải mình khẳng định đi. Cho nên qua đây nó đứng hai hàng các bạn. Rồi, bây giờ nhớ quê hương, nhớ nhịp sống cũ. Rồi qua đây nó buồn quá. Trời ơi, các bạn nhìn coi nha. Ở nhà, cái trước nhà kia không có ai hết. Ở Việt Nam đông vui lắm. Đó, kiểu vậy đó. Việt Nam đông vui, đây không có ai buồn các bạn. Nhớ cái nhịp sống. Khi không phải việc có thể nói là làm được ngay. Để thay đổi mình. Nếu bạn định cư một cái tỉnh xa của ở Mỹ, nơi có hoàn cảnh yên bình và một cái không khí dễ chịu, thì chắc chắn những ngày đầu tiên trở lại với Việt Nam hay bất kỳ thành phố nào ở trong Việt Nam, bà cũng cảm thấy nó không được thoải mái lắm. Ngược lại, bạn định cư ở những thành phố sầm uất và quay trở về những thị trấn Việt Nam nhỏ bé, chắc chắn bạn cũng sẽ thấy nó hơi bị hụt hẫng. Giống như bây giờ bạn ở mấy cái người lớn tuổi ở nhà quê đó, có con ở trên thành phố rồi đó, cũng mướn phòng trọ này kia thôi, kêu cha mẹ lên để giữ con giùm. Thôi tao đi về, tao còn mồ còn mã nữa, trời ơi đây chật chội quá, tao ở không được. Cứ mồ mã là một cái điểm đó, rồi không là chật chội là một điểm nữa.
nó đây gò bó quá, nhà nó còn có miếng đất ít gì có cái sân, thấy không, bèo bèo cũng có được cái sân, mẹ đây không có luôn, thôi cho ba cho má đi về đi con, mà trong nước mình á, à, cho về mà về quê nó, mà tụi bay muốn làm gì tụi bay làm, tụi bay gửi ai đi, còn thôi đem con về quê tao giữ cho, chứ tao ở đây tao ở không được, dạ vậy đó, tại vì còn đường về, nếu không còn đường về thì cũng chịu thôi chứ sao giờ, phải không, làm quen lại với những điều vốn đã quen thuộc, nghe có vẻ vô lý nhưng là tình trạng rất nhiều kiều bào phải gặp. Thử hỏi một số người, một thì bạn thấy đi qua bên này á, đi lên xe hơi xuống xe hơi, nóng mở máy lạnh, lạnh mở máy nóng, trời ơi thoải mái như thế, về Việt Nam nó bức rất khó chịu, khó khăn lắm, nó khi khó khăn ra. Thử hỏi một người sống một thời gian dài ở nước ngoài, quen với thời tiết môi trường nhiệt độ sống ở đó, khi đột ngột thay đổi lại là một thứ làm sao mà thích ứng lại. Khi mà mình quay lại mình thấy bạn đi vô Việt Nam á, bây giờ thì nó có cái đường tunnel để bạn đi vô, và có nhiều cái không có, nó đậu ở ngoài phi đạo thì xe bến nó dẫn vô đúng không, bạn vừa xuống cái máy bay một cái bạn mở cửa một cái hả, nó ập một cái hơi nóng như nè các bạn, giống như vô cái lò mà bánh mì á, giống như vậy đó, nó ụp một cái nhiệt độ, trong cái nhiệt độ trong sân bay ấy, nó đang mát, ở trong máy bay nó đang mát á, bạn bước ra cái thời tiết nó nóng quá, bực một cái bạn sốc nhiệt luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Còn mà nó có đường dẫn vô, nhưng mà bạn thấy đi, Việt Nam nó cũng đâu có mở máy lạnh đâu, cũng nóng thấy mẹ. Sân bay Mỹ là máy lạnh máy nóng, bạn thấy Việt Nam nó có, mấy cái nước Nam Mỹ nó tới nó cũng đâu có mở máy lạnh đâu, tiền nó mở. Thì cũng cảm thấy nóng vậy đó. Quá trình hòa nhập lại này chắc chắn cần một khoảng thời gian đầy đủ, tùy thuộc vào mỗi thứ và mỗi người, từ vài ngày đến vài tuần hoặc lâu hơn. Trời ơi, Việt Kiều về chưa hòa hợp, chưa hòa nhập cuộc sống đã đi rồi, đó đi về chơi, còn về ở kìa. Gặp khó khăn trong công việc do khác biệt về cái tác phong và suy nghĩ. Cái này nó nặng nha các bạn, nhiệt độ, ăn uống này kia. Nhưng mà cái nặng nhất á, là cái về cái suy nghĩ, cái tác phong, cái làm việc. Nó khác. Nó khác hoàn toàn. Cái nào đúng, cái nào sai. Đây có lẽ là vấn đề nghiêm trọng nhất. Một Việt Kiều sinh sống ở nước ngoài với phong cách làm việc chủ động, thích tranh luận và nêu ý kiến, chắc chắn sẽ không phải là một người cộng sự tâm đầu ý hợp với một nhân viên tại Việt Nam. Nói đúng. Tại vì ở ngoài đây không phải là người máy. Bạn nói, họ lắng nghe. Và bạn có quyền được nói. Ok. Và bạn chủ động làm công việc. Không có tàn tàn. Cho nên không có tâm đầu hợp được. Cho nên nói chuyện, những cái bạn mà qua đây mà có anh em bảo lãnh đó, tôi nói chuyện với anh hay tôi nói chuyện với em, tôi nói không được. Tôi nói không được. Có nhiều người cũng muốn thay đổi lắm mà nó có khó lắm mà. Đó, văn hóa của mình á, mà mình trở về mình còn khó đó. Đừng có nói mà qua đây, họ đã có văn hóa ở đây rồi, mình đem cái văn hóa mình qua mình nói, tôi nói không được. Đúng không? Alo, thương quá, gán qua sớm sớm nha. Đồ này kia, mày qua nói ba câu là được, xong rồi ngọn đóng đó. Còn mà nói nữa là gây lộn à. Cái phần đó, nó trên 50%. Nói cho bạn biết vậy nè. Dù rằng Việt Nam cũng đã có nhiều thay đổi, cải cách trong môi trường công sở, tuy nhiên những lề lối tác phong đã tồn tại hàng ngàn thế kỷ. Nói dữ vậy. Hàng ngàn thế kỷ. Nói thay đổi là có thể thay đổi trong một sớm một chiều được đâu. Nhiều kiều bào về nước từ một người khí thế với việc đặt câu hỏi và nêu ý kiến trong các cuộc họp, bỗng thấy lạc lõng khi xung quanh mọi người không nói gì. Robo ngồi hết, có ý kiến ý còi. Dư luận viên trên đây nó cào bằng phím, nó chửi dài cử ra sam lơ đờ mờ vậy thôi à. Rồi học văn ở Việt Nam vậy, ra khỏi khuôn là 3 điểm, phải ở trong khuôn thì 8 điểm, cho nên nó khuôn rập mà.
rồi đi ra làm việc á cũng đâu có dám ý kiến cái cò, sợ nó ở trên nó đè đầu. Rồi đi ra làm ở ngoài công sở chính quyền đó cũng đâu dám ý kiến, tại ý kiến mà sai một cái mất việc, không phải là gọi là mất việc, nó gọi là mất chức. Thôi kệ đi, đợi trung ương nó nói gì thì mình làm theo. Đây không có các bạn, cách làm bạn cho là hiệu quả nhưng mọi người lại không đồng ý vì nó xa lạ và không phù hợp với thói quen làm việc của số đông nhân viên ở công ty. Việt Nam cần phải thay đổi cái đó. Nói ra nhiều lắm. Cho nên á, đi ra ngoài người ta học, hiện tại nó phải hơn 100 năm đi trước Việt Nam, nó ít nhất là 100 năm đó các bạn. Cái cách làm, cái cơ sở hạ tầng, cái cách nói chuyện, người đối diện với thú, thú đối diện với người, vân vân, nó quá hay. Nói thì không nghe, không chịu, đến giờ Hàn Quốc nó vẫn ăn thịt chó mà, thấy chưa? Rồi về Việt Nam thì thôi, mình coi những cái kênh bây giờ đó các bạn, nó làm thịt cầy mà nó vẫn, nó bỏ lên YouTube mà cái kênh nó vẫn còn tồn tại, nó để nguyên con này nè. Các bạn đừng coi, đừng ủng hộ nữa, mà bạn hãy report nữa. Giờ này mà nó còn ăn lông ở lỗ mà nó quay lên YouTube cái kiểu đó, một con chó. Cả thế giới bây giờ văn minh người ta dẹp nó, bắt đầu nó quay, mày ăn đâu, mày giấu mày ăn đi, mày còn quay lên YouTube làm gì? Hả? Con một con bò con heo là YouTube nó không cho rồi đó các bạn. Mà nó quay con chó các bạn. Bây giờ bạn có cái câu gì không? Phịa Kali. Mình nói nó ăn phịa riết rồi, cái đầu của nó ăn phịa, phịa là cái gì? Mà nó mở miệng ra là những cái câu đó thôi. Nó thấp dưới đây nè, nó còn thấp lắm. Cho nên ra ngoài ta học, người ta nhìn thấy cái văn hóa, nhìn vô, trời ơi, những cái đoạn đó nó lè tè ở dưới. Nó cơ bắp thôi à. Trong công sở á, thì theo quy củ, khuôn rập với nhau, đâu có dám xây chuyển đâu. Xây chuyển là lội anh ra khỏi cuộc chơi liền. Từ một con người năng động, bạn bỗng nhiên gặp khó khăn trong việc thực hiện những điều mà bạn muốn, vốn nghĩ rất là dễ dàng. Tôi thấy nó dễ và đơn giản. Đó, mình nói lại các bạn, cậu mình là làm cảnh sát ở ngoài Huế, đi vô Nha Trang học xong rồi làm cảnh sát trong Nha Trang, sau năm 1975 đi về lại Huế làm anh nông dân lầu đồ gì nè, thấy không? Cái mẹ mày nói ủa hồi xưa sao thấy anh oai vợ lắm mà giờ sao vậy? Trời ơi, về tới bên, về tới đây rồi người ta dạy mình dạy luôn, riết mình dạy hồi nào mình không hay. Cái thời trước á là cảnh sát oai phong lắm, bây giờ về làm anh nông dân cào cào cày ruộng rồi lù đù gì nè. Ủa hồi xưa sao giờ kỳ vậy? Về bà con dạy cái mình theo luôn rồi, rồi giờ vậy á. Ok. Đó, cái số đông nó đổi cái số nhỏ đó bạn. Còn bạn về bạn đâu có thay đổi được đâu. Các mối quan hệ đã thay đổi. Định cư ở nước ngoài nhiều năm nghĩa là bạn không thể thường xuyên cập nhật tình hình của bạn bè, đôi khi bị lãng quên dần trong một số đội nhóm mà mình từng thân thiết. Dù những phương tiện mạng xã hội nó cũng đã phát triển rồi, xa mặt cách lòng và câu chuyện chẳng bao giờ cũ. Bạn về nước và nhận ra mình không biết rủ ai đi chơi. Nói chuyện bạn nhận ra nhóm bạn thân của người đã lập gia đình, có người đã lập gia đình, có người làm việc ở một nơi xa, có người thì bận rộn và có những kế hoạch cá nhân riêng. Mình về cái lần cuối cùng là mình về Noel. Vậy có mình cái đêm Noel đó hình như mình rủ đứa nào nó cũng không đi hết á. Nó họ chẳng có đạo, nó về nó chắc là nó dẫn con nó đi chơi vậy. Mà mình đêm Noel đó mình nằm chò hó có giống nhà các bạn, không có gì chơi, có mình về thôi. Rồi không mấy ai để ý đến sự xuất hiện trở lại của bạn.
Trong gia đình bạn cũng có thể thêm những thành viên mới, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Đây là nơi bạn từng gắn bó với nhau và về thấy cảm thấy nó xa lạ khi mà mình quành trở về. Thấy không? Sốc văn hóa, sốc phong cách, sốc cách nói chuyện. Không, Việt Nam bây giờ khác xưa. Cứ Việt Nam bây giờ khác xưa. Cái đó là những cái ảo các bạn. Những cái ảo mà các bạn đang thấy. Nó không phải là của mình. Nó là của Thái Lan. Nó là của Đài Loan. Những cái công ty, những cái cơ sở hạ tầng. Thí dụ này, ôi ra coi kìa. Thí dụ như là Samsung này, nó xây chỗ này hoành tráng. Intel nó xây chỗ kia ngoài Bắc rồi kia. Của Mỹ. Của thằng Samsung. Không phải của mình. Ồ, bây giờ nói cái tập đoàn bán siêu thị. Ai là chủ? Ông chủ Việt Nam tên gì? Những cái mo mở lên. Mình không có chấp nhận sự thật các bạn. Cho nên như về nó trời ơi, cái ngoài ở nước ngoài tôi đã làm việc khác, ở trong nước làm việc khác, nói anh mình cái đó mình chia sẻ nhiều lắm tại mình là đi làm mình biết phải không? Nước người ta làm á, người ta ra sản phẩm phà phà phà, mình cứ tàn 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 nghe nó bực cái lỗ tai các bạn. À, mình cũng đi kiếm cái chữ nhàn nhưng mà làm bằng cái đầu. Làm sao mà cho nó ra nhanh cái sản phẩm. Mình nói mình vô mình chơi không? Chơi nhiều hơn là. Nhưng mà bộ Mỹ nó bạn nghĩ đi, nó để cho bạn chơi hả? Nó để không, công việc đó có nhiều người làm không được. Mà tôi thấy tôi làm được. Tôi làm rất lẹ và chính xác. Và tôi thấy các anh cứ tàn tàn là nó tàn tàn tôi nghe tôi bực. Anh làm không có cái đầu và anh làm không có năng lực nữa, cứ tàn tàn á, làm sao có sản phẩm mà sao? Cái thằng công ty hãng xưởng đó 1 phút nó ra một món hàng, bây giờ mình làm sao á mà 1 phút nó ra được 2 món hàng? Nó giàu thì nó cho mình quyền lợi, còn mình có tàn tàn mình có suy nghĩ nghe nói hoài nó cái vô này chửi không? Nói vậy đó, ừ. Công ăn việc làm mình cứ tàn tàn, cho nên á tàn tàn nó vậy đó, nó không có năng suất. Nó không có. Có một bạn nhắn tin mình nè, mình đặt câu hỏi tại sao ngày mai anh đi làm mà hôm nay anh nhậu bí tỉ. Nó nói trời ơi vô có làm gì đâu, công chức đồ này kia vô mà gì đó cái gì đâu, rồi xong rồi dân tới mẹ cho ăn hạnh. Tao đang đọa quá, hôm qua tao mới nhậu tao mệt nha mày, mở ra mà tao không thấy bác nè nào nằm ở trong đó đó là tao quạo à. Đi về mày, thiếu giấy tờ. Đi về đi, tao giải quyết kim mệt tao ngồi, không có ai vô ngồi thở. Ngồi vô, hôm qua mới cũng ăn hết mấy triệu rồi, nay vô mở cái hồ sơ ra thấy có bác xanh xanh rồi, ok. Đó, làm việc. Vậy, vậy nó khổ lắm. Đem cái phong cách đó qua bên đây. Cho nên than là vậy đó, thấy chưa? Đó, ở bên đây nó yên tĩnh rồi, quen rồi. Ở Việt Nam nó ồn quen rồi. Qua bên đây từ từ nó xa ra, nó xa ra, đi về Việt Nam trời ơi nó ồn dữ vậy. Kẹt tít tít tít, mua bán gì kêu bú xua hết đó. Nó không có còn vui tai nữa mà nghe nó ồn các bạn, gọi là mình bị ô nhiễm âm thanh mà mình không biết đó, nó ồn dữ lắm đúng không, rồi ô nhiễm môi trường hà không nói rồi, nói là vậy đó. Rồi qua đây đi về trời ơi bị sổ mũi, bị viêm mũi, bị gì tùm lum tà la, cảm thấy khó chịu. Người nói chuyện với người, ủa tại sao à? Anh nói anh hằng học dữ vậy, anh nói một cái giọng cho đâu nghe tôi cũng thấy khó chịu. Nó là cái văn hóa bị sốc á. Rồi giờ tôi nói với đứa cháu tôi nói với anh tôi Việt Nam tôi về được chơi mà tôi nói cũng nói như nó không nói, thôi đừng nói bực. Khó nói, về cảm thấy lạc lõng quá, ý kiến ý cò thì không chịu đó dạng gì đó. Mày là gì mày dạy bác tao làm việc, mày là gì mày dạy tỷ phú tao làm việc vậy đó, là bạn thấy không, nó thằng hà chứ đó. Anh không dám có ý kiến khi một người đó giàu hơn anh đó. Như thánh nữ so với mình đó. Và một bài bản đó, mày muốn đo gia tài không nhà em nghèo lắm em đâm gì dám đo gia tài hả? Ông nghĩ ông có hơn tôi không? Dạ không có hơn, gia tài là không hơn, nhưng tôi có cái đầu chắc là hơn rồi, cứ đem gia tài ra thôi.
Nhưng đặc quyền bảo đảm là hơn những người lao động ở Việt Nam, mà đặc quyền vẫn nói cho những người lao động ở Việt Nam. Còn ở trên đây nè, nó không có, ở mày lấy gia tài, mẹ tao là cu li, làm gì có tiền đâu mà so gia tài. Làm đồng nào ăn hết đồng đó à. Ông chủ tịch Hạ huyện Mai Johnson kia, ổng làm đồng nào ổng ăn hết đồng đó, báo đăng đó. Ổng không có giàu giống như bà Nancy Pelosi đâu. Ổng không có giàu giống như Kevin McCarthy đâu. Ổng làm ngày nào, ổng làm cái check nào, ổng ăn check đó. Mày ổng khổ lắm, ổng làm chủ tịch Hạ huyện đó. Nó lấy cái so, cái giàu ra để nó so. Và người giàu là mày không được nói. Cho nên tôi thấy nó ngộ ngộ lắm. Không, đây nghèo nghèo đường nào ai cũng có ý kiến cái cò được hết á. Và cái tranh luận, cái phản biện, người ta đưa cái ý kiến rồi tôi thấy cái này làm không được, thấy cái cầm lực. Người ta lắng nghe các bạn. Thị trưởng nó lắng nghe. Bây giờ nhiều người phàn nàn lên thị trưởng ở một cái thành phố đó, bảo đảm nó dẹp cái chuyện đó liền. Dân ở đó họ không đồng ý. Thị trưởng phải lắng nghe. Mày tao là lực nè, không có gì hết. Đó. Thì cứ khổ thuốc kia đó các bạn. Làm hoài. Rồi thấy của người ta xây ở trên đất nước của mình, chứ có phải của mình đâu. Bây giờ FDI không ở chỗ đi làm công cho không, chứ có của mình đâu. Mình sản xuất cái gì? Mình nói một bài báo của cái bà ở gì 5 phút đó. Bây giờ đến khi mà trồng ớt cũng phải đi làm công luôn. Trên mảnh đất nông nghiệp của mình làm công, thằng Hàn Quốc nó đưa hạt vô cho mình trồng. Nó làm gì mà sống nổi. Cho nó về, mấy Việt kiều mà thất bại nó về, nó cứ nói sướng, nó sướng, nó cũng ở Mỹ rồi đó. Ồ, về đây đi ha, chỗ Việt Nam vui lắm, ta ở bên đó lưu vòng mẹ sáng. Ủa sao nó quanh về hả? Sao nó quanh về chứ vậy? Nó đang gạt các bạn thôi, nha. Mà nó gạt các bạn trắng trợn luôn đó. Ok, bây giờ mình sẽ đọc comment vào cho luôn các bạn nghe trước tiên. Mình chào các bạn ở bên Facebook. Nè, các bạn giờ các bạn muốn vào chia sẻ gì thì mình sẽ mời các bạn nha. Ôi dạ. Chào bạn Duy Hà Phụng Khánh Trang. Hello bạn Mỹ Linh nha. Thank you bạn. Good morning anh Đạt. You're right anh. Em remember when I get a visa, my auntie, she told me you have to go as soon as possible, phải không? Đây, dạ. Cho nên á, các bạn ở Việt Nam mà các bạn đi hỏi nhầm người, mình nghe các bạn, mình nghe. Coi chừng các bạn tiêu tán đường. Đó, mình khuyên các bạn, bạn nào có visa, đi được ngày mai là nên đi. Thấy không? Đi càng sớm càng tốt, đêm dài lắm mộng. Mình nói rồi, nhiều bạn qua đây đã cảm ơn nữa. Trời ơi, cảm ơn nghe anh nói nha, đi đêm dài lắm mộng. Em qua giờ em thấy nó đúng. Ở Việt Nam chơi mấy chục năm không sướng hả? Chưa đã hả? Còn phải chần chờ. Mình kể một bài rồi. Nuôi con lai, có giấy tờ đi nhà đến mười mấy hai chục người lắm các bạn. Chắc có lẽ cái hoàn cảnh đó nó đã ăn vô đầu của mình. Cho nên mình cứ thấy đó. Mình nói có là đi. Có visa đó. Bán nhà không được. Bán nhà chưa được. Lăng tăng. Gia hạn tới gia hạn lui. Mẹ đến khi cái người mẹ của nó mấy chục năm. Chắc hồi đó nó chưa tới. Cỡ cho 20 tuổi đi. Mười mấy tuổi à. Người con lai đó. Mẹ nó xuất hiện các bạn. Không biết ở đâu, mà không biết, nó là mẹ ruột đó. Rồi thưa kiện cáo ra, mẹ rốt cuộc người mẹ đẻ cũng đi không được, mà gia đình nuôi cái, mà gia đình đó nuôi từ nhỏ lớn mày biết. Tại từ nhỏ lớn ở trong kế bên xóm mình biết cái người đó ở đó lâu lắm rồi, nuôi thật các bạn, nuôi. Không đi được. Giờ còn gì nào á. Rốt cuộc cái người con lai đó đi có một mình thôi. Và mình thấy ở đó đi trước mình, và đến bây giờ cũng không có liên lạc nữa. Mà nuôi từ nhỏ đi luôn qua luôn. Người mẹ cũng đi không được nữa. Đêm dài lắm mộng. Đừng có lăng tăng nha. Có là đi liền. Ở đó coi chừng có chuyện. Bạn không biết chuyện gì. Bạn đâu có ngờ.
Visa tôi nắm trong tay rồi. Anh đặt vô tới Mỹ trước đi, rồi anh tính. Visa anh nắm vẫn chưa chắc ăn. Hải quan có thể từ chối không cho bạn nhập cảnh. Ok. Nếu họ thấy cái gì đó, họ không cho bạn nhập cảnh. Nếu không phải đâu, bạn có visa là họ cho vô, nhưng thì trên lý thuyết là đa số là chứ. Nhưng có phần nào đó các bạn. Cái Facebook mấy nay sao nó bị cái đá ra giữa chừng vậy? Nó bị đá ra rồi. Xin lỗi các bạn ở bên Facebook nha. Ok, bây giờ mình sẽ đọc comment và giao lưu các bạn ở bên YouTube. Hello Gold Flower, thank you anh. Cảm ơn Harry Post, cảm ơn bạn Điệp Đăng. Chào anh Cương Nguyễn. Chào chị Diệp, thank you anh Eric, cảm ơn bạn Tuyến Trần nha. Hello bạn Linh Quỳnh. Trên Facebook em có thác anh Đạt một bé trai về quê trà Vinh sinh sinh năm 2009 phải ra miền Trung mưu sinh nuôi gia đình xem về tổ trời ở Việt Nam được thôi. Giờ cảm ơn bạn Hồ Phương Đại, chưa có coi nhưng mà bạn thấy khổ lắm các bạn. Việt Nam, dân Việt Nam mà nói đó dân lao động thực sự sống không đủ, mà tụi nó cứ là Việt Nam sướng lắm, Việt Nam đầy ải đi, nó mấy nhà giàu nó có thôi chứ mình khổ lắm, cái mức sống cơ bản của mình chưa có mà các bạn còn phải đang xóa đói, mà chủ tịch nước nói đó, xóa đói chứ không phải xóa nghèo, xóa đói là vẫn còn đói. Nó hỏi mình có ai đói không, hôm bữa mình nói không, nhưng mà giờ mình mới nghe chủ tịch nước nói rồi, bác nói rồi, ta phải xóa đói là còn đói mới xóa. Thấy không? Bây giờ hỏi tôi Đạt Nguyễn là Việt Nam có đói không? Đạt Nguyễn gật đó, nói bác nói nha, bác nói nó đưa cái clip đó lên rồi, bác nói là Việt Nam gặp phải cần xóa đói. Làm cách nào mà mỗi năm giảm được 5%, 5%, trời ơi không biết giờ nhiêu phần trăm nữa, mình cứ mỗi năm 5% chạy đường nào không hiểu luôn. Thật là khó khi về Việt Nam hòa nhập với cuộc sống hiện tại của Việt Nam. Ngôn ngữ, văn hóa, đối xử với nhau, những ánh mắt thân thiện còn đâu nữa. Các cô chú anh chị em ở trong nước là mình giống như nó cứ ép cồn, không nhậu, đi làm việc thì thằng sếp nó cũng nó, thằng sếp nó nạt mình á, nó vô trưởng phòng thì ở trên nó cũng bị nạt rồi các bạn. Rồi nó giận ca, nó chém thớt, nó không có chửi lên được mà nó chửi xuống. Rồi mình chửi ai giờ, mình dưới đế đây rồi giờ mình nhìn xuống đất thì mình chửi đất thì chứ mình chửi ai giờ các bạn. Gục đầu chịu khổ vậy. Áp lực dữ quá. Và mình tạo áp lực, mình kể rồi. Và các cô chú anh chị em ở bên bên Mỹ này cũng đồng ý đó. Các bạn phá giá. Phá giá trong cái hẹn chứ không phải phá giá neo, nó phá giá neo không có nói nữa. Người ta làm một ngày đó là 100 món hàng. Người ta mày, hồi xưa nhớ là làm vậy. Hãng xưởng vẫn ok. Tôi có thời gian tôi đi vòng vòng tôi chơi nữa. Tôi không phải làm máy. Tự nhiên anh vô anh làm 110 cái, anh làm hết công suất của anh. Ăn anh không dám ăn. Đi tiêu đi tiểu anh không dám. Rồi để anh lấy điểm. Đó cái đó đó các bạn. Ở Việt Nam á, thằng Tây nó vô, thằng Mỹ nó vô. Nó làm, nó mướn bạn là con người chứ nó không có mướn bạn là cái máy. Thế ok. Một ngày bạn ra làm 100 sản phẩm đó, bắt đầu thúc ép lên để cho sếp nó nhìn anh thấy thì 110 cái thí dụ như vậy các bạn. Thì thằng sếp nó nói ok cứ làm đi. Tốt. Bạn nên nhớ cái cách làm của Mỹ nha. Nó thí dụ nó cho bạn á là một ngày 100 cái. Bạn làm 90 cái là 90%. Ok, 80 cái, 85% là ok rồi đó. Nó có trục trặc nọ kia. Nhưng mà bạn làm 110% và hôm sau bạn làm còn 80% nó hỏi liền. Đừng bao giờ. Cách làm mấy chục năm rồi nè. Làm dư ra nhiều cứ không chạy nữa, không làm nữa. Để cho tôi đủ cái số đó thôi. Ngày mai bạn phải làm 110%. Và một thằng nó vô nó phá giá là 120%. Đó là cái kiểu của Việt Nam, nó ép làm mà bốc khối luôn.
ở trong nước làm bốc khói luôn, không đạt chỉ tiêu, không đạt chỉ tiêu mà nó cứ nâng chỉ tiêu lên về chết mẹ luôn. Còn một số thì cứ tàn tàn vậy các bạn, làm thì bị áp lực để tự nhiên mình thôi, chứ còn Mỹ Tây nào vô nó có cái quy định của nó chứ, nó làm bao nhiêu bao nhiêu. Thí dụ nó tính dễ mà, 1 phút bạn làm ra một món thì 1 tiếng bạn làm bao nhiêu, nhưng không có nghĩa là 1 tiếng là bạn làm ra được cái số phút đó. Nó phải tính cái thời gian máy đứng, bạn đi tiêu đi tiểu, bạn đi ăn uống, nó phải tính, nó cộng trừ nó xuống còn 90%, mà mình chơi luôn 110% là mình không đi luôn, mình ngồi đó hoặc là mình để mình làm vậy đó, tự mình hại mình nói. Cái cách cái văn hóa Mỹ phương Tây nó không phải như vậy. Những thằng sếp của mình nó nói mày có thể đi nói chuyện với neighbor của mày, neighbor là cái những người chạy xung quanh, với điều kiện cái máy mà của mày phải chạy. Còn ở Việt Nam, ở hãng Việt Nam ở Mỹ không có cửa luôn, chứ còn bạn làm hãng Mỹ á, cái máy của bạn, công việc cái công việc đó là của mình khó khác á, rảnh thời gian là đi nhõng 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 chuyện bình thường mà. Đào Huy đâu nói dốc đâu, có nhiều bạn đang coi trên của mình thì cũng làm trong hãng mình Mỹ nó vậy á, bỏ mình vô mình cắm đầu mình làm chứ vậy, mà nó đã ra sản phẩm là rất là tuyệt vời này, nó tính bằng khoa học các bạn, bao nhiêu phút ra bao nhiêu cái chứ không có nói khơi khơi. Mà mình làm ok, mình có mình hưởng, mà vô về làm xong về xả lại, ôi ở Mỹ làm cực lắm, nó bắt mày làm 100 cái kia mà làm 110 cái chứ, về khổ rồi. Xong rồi đó, ở Việt Nam, ở bên đây á, tại sao cái người Việt Nam á, nó không thích mấy người mới qua, người ta đang làm 100 cái, người ta đang có làm đó, có công việc đó, và người ta tần 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 tụi bay vô tụi bay phá giá. Cho nên á, những cái Việt kiều ở đây á, nó ghét, nó không chơi là đúng rồi đó. Mà không biết tại sao là Việt kiều ở đây nó không thích mình, những người ở lâu nó không thích. Đó, cách nói chuyện nữa đó, ngon 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 như nè. Là à, rồi à, cái người đi vô á, người ta kêu xưng bằng anh á, thì thấy này, mày là gì mày kêu tao bằng anh, mày phải kêu tao bằng chú, mày anh cứ không muốn muốn kêu bằng chú. Chứ vậy? Đó, cái những cái người xung quanh người ta nghe nói, đó ông đó nó ông kêu em bằng kêu em kêu ổng bằng chú, nó đang nghe cái này, nó cái thằng này cái đầu của nó tào lao, chờ kêu bằng anh trẻ chưa hổng kêu chú nó mới oai hay sao, cái văn hóa đó các bạn, ăn trên ngồi chóc đúng không. Cho nên tôi thấy anh tôi lơ luôn. Hello bạn Nguyễn Marcus nha, thank you bạn. Bữa nay trên Đà Lạt lạnh lắm phải không, dưới Houston này là 42 độ còn gió nè. Cảm ơn Trường Lê, mình nhớ cái vụ mà mình đi tắt xịt Đà Lạt cũng vậy đó. Cho nên á, cái vụ mà mình đi quay ở San Francisco á, mình nói trời ơi đây lạnh quá, 60 độ lạnh á. Cái bắt đầu vô comment á, ở Canada đó, 60 độ nó lên nhiêu độ ta? Mười mấy độ ha, mười mấy độ C. 2 độ còn chưa lạnh, ở bên đó 60 độ gì lạnh này kia. Nó không có hiểu. Texas, Dallas cũng vậy, đi tới cái mùa đông, mẹ nó lạnh cũng thấu xương không mà. Nhưng nhiệt độ nó là phải cao hơn ở Minnesota, mặc cái áo dày này vẫn chịu không nổi. Cho nên khi mà người ta nói giống như nói vậy, mình đi chích ra, thí dụ mình đi thay nhớt xe này, cái nào mình nói thay nhớt xe này mà nó quất tới 200, cái vô nó cũng chửi thay nhớt gì 200, thay nhớt có mấy chục đồng, nó vậy á. Thấy không, thí dụ như bạn đi chích rabies á, chích chó dại hay là chích mèo dại đó mà đi chết vậy. Chích con chó hay con mèo á, nó chỉ có 15 đô các bạn. Nhưng mà bạn đi vô cái chỗ bác sĩ đó, nó lấy bạn trên 70 đô hoặc 100 đô. Cái vô nói, ê, mày chích thì có 20 đô, mà sao mày lấy tao 100 đô? Cái phần á, mà nó rờ rờ con mèo của bạn, chó của bạn, nó bóp bóp, nó coi có bệnh tật gì không, nó tính vô mấy chục đô chọn á. Đi chích cho dạy mà 100 đô, bạn muốn rẻ không? Ở bên đi đi Costco á,
nó vô nó chỉ có chích thôi là nó lấy 20 đô. Cho nên á, nhiều khi nói mình không hiểu thì mình đặt mà hỏi tại sao mà thay nhớt vậy, và thay nhớt rồi nó thay bánh rồi nó đổi bốn bánh rồi nó check cái này nó coi kia, thí dụ vậy nên tính tiền vô lên tới 100, 200 đại khái vậy các bạn. Cái phần thay nhớt nó chung luôn với những cái thứ đó, giống như San Francisco nhìn vô 60 độ, 60 độ mà lạnh cái gì? Bạn có cảm giác cái lạnh của San Francisco dưới cái 60 độ chưa? Bạn có cảm giác cái lạnh của Sapa chưa? Mẹ châu bò nó chết á, nhìn vô nhiệt độ là không có thể nào cho bò nó chết, nhưng mà cái nhiệt độ ở đây nó rất lạnh mà con trâu con bò thậm chí con gà luôn các bạn nó dẫn ra ngoài nó ăn tiếp đó, là mình nhìn coi ở bên châu Âu nó dẫn ra ngoài, nhưng mà ở ở Việt Nam mà cái lạnh đó nó là lạnh núi, trâu bò mà chịu không nổi luôn, thấy không? Tối bạn thấy coi ngoài Sapa đó à, cái mùa lạnh đó người ta phải mặc áo cho trâu cho bò đó, đắp mền nó mặc cuộn vô vậy nè. Mình biết một chứ mình đâu có biết hai đâu, đừng nói biết 10. Là lâu lâu lắm rồi chưa có về Việt Nam. Ngày mai sẽ có một cái cuộc livestream với anh Alan Đặng à, ở San Francisco gì, anh đang ở Việt Nam anh đã tới Sài Gòn rồi, ngày mai ảnh đi phát từ thiện ở Sài Gòn đó. Ồ nếu sướng thì đâu có anh Alan Đặng ở Việt Nam, đâu có những cái phát đó mấy ngàn đô đâu các bạn, mới hết 7.500 đô cái cầu ở dưới Kiên Giang và phát cơm ở trên Sài Gòn mấy ngàn đô nữa. Và ảnh là một trong những người thôi đó, Việt Nam thay đổi nói vô nó không có chịu, nó không có chịu đi phát cơm là thật, xây cầu những cái nhà quê hoặc những con đường là thật chứ nó không có ảo. Còn nhìn á, những cái building cầu cống này kia Việt Nam phát triển đó là ảo, BOT nó là thật. Ảo là tại vì cái nước khác nó làm chứ mình có làm đâu mình có làm được đâu. Siêu thị nọ kia còn của nước nào không mình có đâu, rồi nó vô xong rồi nó mấy cái chợ truyền thống ngoại ngoẻo hết rồi thấy à. Hello anh Peter Trần nha, thank you anh. Không biết năm nay chứng khoán của anh như thế nào rồi. Chúc anh gặp nhiều may mắn nha, chứng khoán lên ầm ầm nha. Còn nếu không thì anh về Việt Nam anh học Tần Nguyễn đi. Anh em về hôm qua em làm bài đó trên kênh Đặng Nguyễn Official, các bạn nào chưa coi nha, vô giúp cái kênh Đặng Nguyễn Official mà một cái đăng ký các bạn, một cái like nè, trên Đặng Nguyễn Official nha. Đi về đó học đi, anh giờ phải đi cày khổ quá anh. Ráng gom gom chừng 50.000, 100.000 về vàng Tần Nguyễn nó chỉ cho anh đầu tư chứng khoán kìa, anh rung đùi. Chứ ở đây khổ quá. Thầy chùa Việt Nam bị bắt quả tang húp sò Nico, nãy thấy cái bài báo đó đó. Mà không có đọc thấy thôi. Thì không biết phải cái bài bạn nói hay không. Trời ơi bây giờ nói chung á, cái đạo đức nó suy đồi các bạn, không phải riêng Việt Nam kể cả Mỹ nha, cái này mình là nói chung thật thôi. Ở Mỹ cũng bị bạn thấy ra, nhưng mà cái những cái họ giải thích như thế này, ở bên bạn thấy cái địa phận ở bên Los thì phải, nó thưa ra lạm dụng tình dục của mấy linh mục phải bán đất. Nhưng mà họ nói không có phải là giống như cái nghĩa đen mà các bạn đang nói, không phải. Một vị linh mục đó họ đụng đụng với một đứa nhỏ đó không có nghĩa là họ họ tà dâm các bạn, nhưng mà về sau các bạn nó chở quẻ nó quay qua nó thưa là mình lạm dụng tính dục chứ không phải là tình dục nha, lạm dụng tính dục rồi bị thưa, rồi người người ở ngoài nhìn vô là tưởng là bị cũng khó những cái vị linh mục đó rồi thưa. Bạn biết hả,
bán đất để mà đền. Cô giáo thầy giáo Mỹ cũng, bạn thấy cũng ấy ấy với những học sinh, và cô giáo ha, thì bây giờ cái đạo đức nó bị suy đồi nhiều quá các bạn. Mà Việt Nam là hiện tại là đi xuống kinh tế, đi xuống đạo đức, văn hóa đi xuống dữ lắm. Giả tu, giả đồ. Người Việt mới định cư, cái sĩ diện nên có tình trạng kỳ thị ngược. Cái sĩ diện đó nó đem qua đây thì ở Việt Nam bạn thấy giờ đi, ôi thằng nó hút rác, ôi trời ông đó bảo vệ, hỏi ba mày làm gì, nói ba bây giờ hỏi đi, một đứa nhỏ nó có ba nó làm bảo vệ, hỏi ba nó làm gì, nó thì cái bạn nói bảo vệ bị nhục, tại vì cái lương bảo vệ của ba nó có 5 triệu 7 triệu thôi. Bây giờ nói một đứa nhỏ ở đây ngồi Việt Nam đi, hỏi ba nó làm gì, ba con làm security, đã bảo vệ, thấy không? Nhưng mà đó, cái bảo vệ ở đây nó từ 25 đô trở lên các bạn. Ủa mà nghề đó cũng có gì đâu, qua Mỹ làm neo, nó cứ neo neo thôi ngay, thấy không? Nó ráng đi vụ neo đi, nó nói trang trần vậy, nó ráng đi vụ neo đi. Ủa diễn neo con mắt mới tới mày, kỳ thị sĩ diện rồi mình bị nhục, thấy không? À đó, nó nghèo lắm. Qua tới Mỹ thì những người qua tới Mỹ thường thường là bị như vậy cũng có, nhưng mà khi mà họ nhận ra được rồi, tôi làm gì chuyện của tôi, nó có mắt mới nữa. Đi rửa chén nhà hàng 10 năm nè, đó lại kháng vậy cũng sao đâu. Hồi xưa là tôi đi lái dĩa bay nè, có sao đâu. Bây giờ hết nghe rồi đó ha. À, các bạn ở Mỹ các bạn hết nghe lái dĩa bay, chứ hồi xưa đi lái dĩa bay dữ luôn các bạn. Là rửa chén nhà hàng đó. Anh Đạt nói đến vụ ăn thịt chó, em ớn quá, mang gì mọi rợn. Thời buổi này rồi, đừng có nói Việt Nam nha, ở Mỹ vẫn ăn thịt chó đó, người Việt Nam, người Philippines đó, người Việt Nam mà chưa nghe bị bắt, nhưng Philippines bị bắt rồi đó, vẫn ăn đó các bạn. Mình ăn giả cầy được mà, mình thấy nó cũng được, thịt chó này cũng có ăn rồi, từ trong nước tới Mỹ mình ăn, mình biết mình mới nói, là mình nói mình khẳng định với các bạn là như vậy mà. Hả? Giả cầy bằng heo có sao đâu. Nhìn vô, ăn thì giấu đi, còn quay tùm lum tà la lên. Mình không phát triển vậy đó. Rồi cá nhảy, một cái món mà gọi là người Mỹ nó sợ không phải hột vịt lộn mà con cá nhảy. Hôm bữa mình làm rồi không? Ở ngoài cũng lại bắt. Đó, ăn mấy cái đó. Con cá bắt dưới sông lên, di trùng không quá. Thử cắt một miếng đi. Con cá biển cũng vậy luôn nha. Bạn cắt một con cá biển, bạn để vô microscope đi, dung dồi nó bỏ trong đó đó các bạn. Cho nên á, cái miếng cá đó mà thằng Mỹ nó đề là sashimi á, là miếng cá đó nó đã qua sàng lọc rồi nè. Mặc dù con cá biển đó nó không nói, nó nói không có được sashimi, là con cá đó nó không có qua sàng lọc, bạn ăn vô là dung sáng không. Mình là cá biển là thẻo tùng thẻo đó. Ở ngoài ngoài chung mình cũng coi vậy, nó bắt được con cá biển lên móc vậy nè, cắt xuống chấm bồ tạp ăn. Bắt con cá dưới sông mà con cá lóc nó cũng sashimi luôn, con cá lóc mà nó sashimi. Con cá nào ở trong sông trong suối bắt lên nhảy lưng tưng tưng bỏ hậu nhai rộp 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 nhảy rộp rộp ngọt ngọt ngọt. Mỹ nó sợ, Mỹ nó sợ. Nó vừa sợ mà ăn tươi nuốt sống mà nó sợ đó là bệnh. Đó là ăn tươi nuốt sống, con vật nó mới ăn tươi nuốt sống chứ con người đâu có ăn tươi nuốt sống đâu. Người nấu, ông bà mình hồi xưa thời cổ đó, người tiền sử người ta mới ăn tươi nuốt sống. Là đến giờ mình đây là sự tiền cổ đó để mà ăn tươi nuốt sống. Ông bà mình phát hiện ra lửa, đúng không? Khi mà thời xưa, khi mà phát hiện ra lửa thì phát hiện từ đâu? Săn bắt hái lượm ăn tươi nuốt sống, xong rồi xét đánh cháy rừng
rồi thấy những cái con vật nó bị cháy, cái phát hiện ra được là lửa đó đó nó làm cho cái vật đó chín ăn nó thơm hơn, ngon hơn. Cái bắt đầu đó lửa là phát hiện ở đâu tí, bắt đầu nó mới lấy lửa đó mới đầu nấu nấu ra. Từ khi có lửa rồi rồi nó mới phát triển ra, nó mới rụng cái đuôi ăn chín đi, chứ còn họ ăn tươi nuốt sống không. Nó không có lửa là không có phát triển được, không có điện là không có phát triển được. Cho nên từ từ nó từ lửa rồi nó phát hiện ra là điện, internet 3.0, 4.0 tới giờ nó phát triển ra. Mà đến phiên mình bây giờ ở cái thời 4.0 là tính không trung rồi, mà nó quay lại nó thời ăn thời kỳ là không có lửa, là ăn tươi nuốt sống. Mỹ nó hải hùng. Mới định cư thì giống nhau, mấy năm sau thì mới thay đổi được. Cháu của chị cũng thế, nói chuyện nghe chán lắm. Mấy năm rồi, bây giờ thấy chưa thay đổi bao nhiêu, vẫn ở Mỹ chán lắm. Mấy mà chưa thấy về, vậy nó ra đem cái tư tưởng vậy. Nói chuyện với mấy người mới qua, nó không phải là kỳ thị, nhưng mà nói không được. Các bạn á, nghe nhiều nói ít á, thì từ từ các bạn thay đổi. Mà các bạn nói nhiều quá nó, các bạn hô. À, các bạn hô. Muốn thay đổi đâu có dễ. Bây giờ mình biết rõ văn hóa Việt Nam quá mà. Đó như cái bài này. Đi về nó cũng bị sốc chứ. Nó quen từ từ, từ từ ở đây là nó quen bị sốc. Nó là vậy á. Còn bạn không biết gì văn hóa hết. Bạn qua bạn phải tập dữ lắm các bạn. Ok, bất luận bất thành văn, luật bất thành văn ở Việt Nam là no money no talk. Này đúng rồi, nó cho ăn hành, no money là ăn hành o nhìn ăn hành, nó cho ăn hành. Cho nên nhìn vô thấy nản vậy đó. Cho nên Việt Nam có tiền là sướng, thì bạn im hết đi, bạn đừng có thấy người ta khổ là sướng. Đúng như anh nói, đêm dài lắm mộng đó. Cảm ơn các bạn nào có nghe đó, các bạn cho nó ham chi cái tết nha. Mình mà nghe một người quen, một người thân mà họ có vé đi rồi, xong rồi có gia đình của họ có đi trước đi sau gì đó, mình lo cho họ các bạn. Mình lo cho họ, tại họ điếc, họ không thấy súng, họ không sợ nè. Thì hỏi ồ vậy tôi vô được mà, thì đúng rồi anh vô được. Giống như những cái người mà đi về Việt Nam bằng thẻ xanh, mình lo cho họ nhưng mà họ không sợ. Tại sao họ phải bỏ 200 đô ra họ làm cái re-entry permit mà họ nói ồ tại sao phải bỏ 200 đô? Mình từng đi re-entry permit, mình từng đi thẻ xanh, mình hiểu cái cảm giác đó các bạn. Lần đầu tiên mình về Việt Nam, mình qua năm 96, như 97 mình về, là nó không có cho re-entry permit, nó không cho thẻ xanh đi. Mình phải làm cái re-entry permit. Thì cái sổ thông hành đó đó, nó màu trắng, nó y chang như passport vậy đó, nhưng nó màu trắng. Mình không phải là quốc tịch Mỹ, nó cho bạn 2 năm. Sau đó mình về một lần nữa, thì chỉ có Northwest Airlines, bạn đi cái đường Northwest Airlines, nó mới cho bạn đi thẻ xanh thôi. Ở ở hướng này là Northwest, ở hướng Nam là Southwest. Này có máy bay Southwest, có máy bay Northwest. Bây giờ Northwest nó đổi thành Delta đó, là hướng hướng Bắc đó. Nó dòm mình với con mắt rất là lạ lẫm khi mình đưa cái thẻ xanh ra. Và bạn thấy rồi, bao nhiêu người bị kẹt ở Việt Nam khi Covid. Bạn qua 6 tháng, bạn không có vô đất nước Mỹ này là họ nói bạn là đồng ý từ bỏ thẻ xanh. Rồi đụng cái ông Trump ông cấm 7 quốc gia Hồi giáo nếu không có quốc tịch không được vô đất nước Mỹ, nằm la liệt ở ngoài sân bay vì đi bằng thẻ xanh. Nếu bạn re-entry permit là nó cho các bạn gọi là dịch ra là quyền trở lại. Nó ngang hàng với passport nhưng mà nó 2 năm.
không là mình lo cho những người đó. Nhưng mà các bạn đó, chuyện của các bạn không làm thì mình nói vậy thôi. Mình là chắc ăn. Nó 2 năm, giờ bạn về, bạn lỡ bạn bị bệnh, bạn kẹt gì đó, bạn ở 7-8 tháng thì sao? Mà có xin là xong hàng luôn á. Nói vậy, nhưng mà hình như không có bạn nào đi bằng re-entry permit hết. Đi bằng thẻ xanh. Nó cho đi, Mỹ nó cho đi mà. Đúng rồi, thì bạn nhìn vô bạn coi đi. Ra quá 6 tháng là có vấn đề rồi đó. À. So đói, so luôn người dân. Trời ơi, nó tiêu tùng hết rồi. Bây giờ mà vẫn còn nói so đói thì nói rồi. Tại nó tụi nó ở giàu quá, nó không biết đói là gì. Đói ngay trước mặt nó đó mà. Nha, ngày mai mình có cái cuộc hẹn với anh Alan. À, chết cha, nãy nói nhiều quên này. 7 giờ rưỡi, 8 giờ rưỡi. À, 7 rưỡi. 7 rưỡi tối, bên Việt Nam là 8 rưỡi. Đúng rồi. Rồi ảnh sắp đặt ảnh livestream với mình. Rồi xong rồi ảnh sẽ quay phim cho những cái phát đồ này kia để ảnh nói cuộc sống như thế nào. Là nãy kêu ảnh lên livestream chơi cho vui. Ảnh nói giờ tôi đi ngủ. Nói gì đi ngủ, giờ đang ở đâu? Tôi đang ở ngoài chợ lớn. À, mới đi ăn nhà hàng về lúc đó. Trước khi mình lên livestream mình tính mời ảnh lên nó đi ngủ. Ở nhà người ta nói ồn các bạn. Người ta đi ngủ rồi. Lúc đó mình livestream như mấy giờ nãy mình livestream 9 giờ phải không? Là bển 10 giờ là lúc mình nói 8 mấy đi ngủ ở Sài Gòn. Ở chợ lớn á. Ở chợ lớn mình gì giờ đi ngủ. Lúc là 8 giờ là bên Việt Nam 9 giờ tôi đi ngủ. Ở trong nhà nói ồn. Được. Ừ. Trời hỏi về Nam thích đâu. Trời ơi tôi đổi vé tôi về trước 4 ngày. Về có đâu có 10 ngày, 7 ngày gì đi vậy, vậy đổi vé về các bạn mấy bữa coi như là phát cơm hết đâu rồi. Nên nó bye bye. Nhìn chán lắm anh ơi. Dạ thôi cho phép mình xin xuống like. Xin chúc cô chú anh chị lúc nào Phạm Mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Các bạn thích cho mình xin một like ủng hộ tinh thần. Và hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.